Tin nóng xin biết ngày 26 tháng 3. Địch đã nhật ba gây sốt, Dương Mịch nhận tin dữ, ban hành luật mới, nhật ba gây sốt, lộ bí mật Lệ Dĩnh. Xin biết ngày cuối tuần tưng bừng với nhiều tin tức xin biết nóng hổi. Movie Trái tim ta bay cao của Mạnh Mỹ Kỳ kết thúc chiếu rạp sau 28 ngày, doanh thu 6 triệu nhân dân tệ. Với con số này, nhà sản xuất đã bị nổ rất nặng. Trương Nhược Nam mới đã đặt tung ra bộ ảnh mang hơi thở mùa hè. Theo thông tin trên Weibo, một hình ảnh được cho là định nghĩa má sữa của Vương Nhất Bác được hiển thị trên một trang từ điển. Bạch Lộc trong bộ ảnh selfie mới đây nhận được khen ngợi từ phía cư dân mạng. Vì lý do sức khỏe, Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ không đóng phim đề tài chiến tranh trong năm nay. Trương Nghệ Mưu có lẽ sẽ sản xuất thêm 2 phim nữa trong năm nay, một trong số đó đang đàm phán với cậu ấy. Tạo hình thời dân quốc của Trần Ngọc Kỳ trong phim mới Băng Mỏng. Vương Tuấn Khải tại phim trường Cánh Cửa Trái Sinh. Tổng lượt view của Dư Sinh Tencent đã đạt 1,83 tỷ. Người đại diện tiêu chiến năng động trong bộ ảnh quảng cáo thương hiệu thời trang thể thao. Xuân Hoa Yếm sẽ giao Nhậm Gia Luân, biên băng nghiên đóng chính. Mặt khác, Nhậm Gia Luân sẽ không để ý đến địa vị của bạn diễn, cũng không có ý định chuyển hình. Định Luật Tình Yêu 80/20 do Dương Mịch Hứa Khải đóng chính, tạm thời sẽ không lên sóng. Kế hoạch tuyên truyền sẽ tạm thời gác lại. Trang Sohu đưa tin mới đây một blogger đã tìm lại được loạt ảnh chụp quảng cáo của Dương Mịch cách đây 11 năm trước. Rất nhiều fan bình luận rằng họ đã sốc vì body cực lem của cô nàng. Sohu ngày 26 tháng 3 có một bài viết gây chú ý khi tiết lộ thông tin hiếm về hôn lễ của Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong. Theo đó, cặp đôi từng tổ chức một buổi gặp mặt ở quê, chỉ có một vài mâm cơm mời bạn bè, người thân tới dùng bữa. Phân cảnh Địch đã nhật ba hóa cử Vĩ Hồ cứu Nhậm Gia Luân trong Ngự Sao Ký, ánh mắt đỏ ngầu cực ấn tượng, nhận cơn mưa lời khen từ phía khán giả. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!